cũng như giá xăng thì cần điều hành giá và đời sống giao thông cũng như chúng ta cũng như vậy, cần phải đưa ra những giải pháp khác nhau. Và đối với tình trạng ùn tắc giao thông ở tại một số nút và tuyến giao điểm ở tại Hà Nội, thì sau một tuần tổ chức thí điểm tổ chức lại giao thông cũng như là phân luồng giao thông thì một số nút giao hay xảy ra ùn tắc cục bộ, tình trạng ùn tắc bước đầu đã được tháo gỡ. Và nhắc đến những cái nút giao mà là điểm nóng của đô thị tại Hà Nội thì không thể không nhắc đến ngã tư Sở và Trường Chinh. Các phóng viên Văn Chương và Lê Hoàng sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện từ đây. Ngày đầu tuần, tại nút giao ngã tư Sở Trường Chinh, một trong những điểm nóng về giao thông thường xảy ra ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm. Sau hơn một tuần, lực lượng chức năng thanh tra giao thông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội phân luồng thí điểm theo hình thức mới. Nút giao trên đã không còn xảy ra ùn tắc cục bộ. Trước đây người tham gia giao thông phải mất 4 đến 5 nhịp đèn đỏ. Thế nhưng hiện nay chỉ mất 1 đến 2 nhịp là có thể lưu thông qua nút giao. Em hay tham gia tuyến đường giao thông Trường Chinh, Đường Láng này thì bây giờ thấy tuyến đường thông thoáng hơn sau khi mình làm cái giải phân cách ở đây. Tại vì bây giờ đèn đỏ rất là hợp lý. Cái tuyến này đi thẳng thì từ trên xuống không bị ô tô không bị cắt ngang và ách tắc nữa. Nên bây giờ tuyến này đi rất là thông thoáng. Trước đây đi qua đây phải tầm 3 đến 4 đèn đỏ bắt đầu mới qua được cái ngã tư này. Trước thì em vẫn hay đi học trên cái đường này và em biết là cái đường này rất hay tắc. Nhưng mà thời gian gần đây thì đường nó cũng thoáng hơn và nó đi nó không bị tắc nhiều như lần trước nữa. Từ khi mà ngăn cái tuyến đường từ Nguyễn Trãi ra Tây Sơn thì đường nó thông thoáng hơn, các cái xe cộ nó đi di chuyển nó cũng tiện hơn ạ. Việc thí điểm phân luồng theo hình thức mới được lực lượng chức năng thực hiện tại các nút giao ngã tư Sở Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, đường Nguyễn Thị Thập, Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh. Cụ thể đối với nút giao ngã tư Sở, thành phố cấm phương tiện đi thẳng rẽ trái dưới gầm cầu ngã tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, Đường Láng. Phương tiện sẽ phải rẽ phải ở Trường Chinh, sau đó quay đầu ở điểm mở cách ngã tư Sở 700m và rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng để sang Đường Láng. Sau một tuần thực hiện kế hoạch phân luồng mới của Sở Thông Vận tải thì cái nút giao Trường Chinh và Đường Láng thì đã phương tiện giao thông đi qua đây đã được lưu thông rất là nhiều. Trước đây thì người dân cần rất nhiều nhịp đèn để qua ngã tư này, nhưng mà bây giờ chỉ cần 1-2 nhịp đèn có thể đi qua ngã tư này rồi. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc tổ chức lại giao thông nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở các nút giao trên. Thời gian thí điểm từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Sau đó thành phố sẽ đánh giá, đề ra hướng xử lý lâu dài. Thanh tra giao thông được giao phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, công an sở tại nhắc nhở và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các nút giao thí điểm phân luồng mới.